chú Cương à. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì kính chúc cho tất cả quý cô chú anh chị một buổi trưa thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an và đón một năm mới 2024 sum vầy và hạnh phúc. Và sang năm 2024 thì chúc quý cô chú anh chị luôn luôn dồi dào sức khỏe và đạt được tất cả các mục tiêu của mình. Bắt đầu chương trình, chúng ta lại cùng nhau đọc là 17 tư duy triệu phú để làm sao chúng ta ám thị và trang trí cái tiềm thức của mình để mình định vị mình trở thành những người giàu có và thành công. Mình bắt đầu đọc nhé cả nhà. Cả nhà hãy lắng nghe 17 tư duy triệu phú cùng với Thủy và đọc theo ạ. Tôi là nhà quản lý tiền xuất sắc. Tôi luôn chi cho bản thân mình trước. Tôi gửi tiền vào quỹ tự do tài chính mỗi ngày. Tiền của tôi làm việc hết sức cho tôi và kiếm cho tôi ngày càng nhiều tiền. Tôi kiếm dư thu nhập thụ động để chi trả cách sống mà tôi muốn. Tôi tự do về tài chính. Tôi làm việc vì tôi yêu thích. Tôi yêu tất cả công việc của tôi đang làm. Công việc kinh doanh ngoài giờ của tôi là quản lý và đầu tư tiền của tôi tạo ra các nguồn thu nhập thụ động. Tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do. Tiền giúp cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những việc tôi yêu thích.
Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm giá trị vào cuộc sống cho người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận từ khôi. Tôi thực sự biết ơn tất cả các số tiền tôi có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên từng ngày. Tôi là người giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cuộc đời. Xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng lắng nghe 17 tư duy triệu phú cùng với Thủy nhé. Chúc cả nhà sẽ có một cuộc sống thịnh vượng và giàu có, hạnh phúc viên mãn nhé. Vâng ạ, rất là cảm ơn ngày hôm nay được gặp gỡ rất là nhiều quý cô chú anh chị đang theo dõi live của em Thủy. Đến giờ cũng là 15 quý cô chú anh chị rồi. Vậy thì rất là mong 15 quý cô chú anh chị chúng ta trong live hãy tương tác cùng với Thủy. Hãy chia sẻ những đường link này, tag tên những người bạn của mình vào live để cùng nhau chúng ta giao lưu trong chủ đề ngày hôm nay. Rất là tuyệt vời, em chào anh Hồ Sĩ Tuấn, em chào anh Thanh Hải Nguyễn, em chào anh Phùng Thịnh Hưng. Vâng ạ, chào tất cả anh chị đang theo dõi ạ. Vâng ạ, thì chủ đề ngày hôm nay em thì muốn chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề cũng rất là nó cũng là đang một cái vấn đề tồn tại trong chính con người của rất nhiều người chúng ta, ngay cả bản thân thì cũng đang tồn tại, đó là long đám mây mờ. Thì nghe đến cái từ long đám mây mờ thì cả nhà biết thì long đám mây mờ này là không phải là mây ở trên trời đâu cả nhà. Long đám mây mờ nó là đám mây ở trong tâm trí của mình ấy cả nhà. Thì chào Hoa nhé. Long đám mây mờ trong cái tâm trí của mình đó, cái tâm trí của mình nó cũng có chứa những cái đám mây mờ. Chính vì những cái đám mây mờ đó nó che đi những cái sự sáng suốt, che đi những cái trí tuệ của mình và mình không phát triển được. Khi mà đám mây mờ đến thì nó ngăn chặn tất cả những cái ánh sáng chiếu vào chính cái tâm trí của mình. Vậy thì cái vũ trụ theo nghiên cứu của khoa học thì nó được tạo lên từ vật chất và năng lượng. Vật chất là gì ạ? Như chúng ta thấy là tất cả những thứ ở hiện tại chúng ta cầm, chúng ta nắm được, kể cả con người đúng không ạ? Nó là cái sự vật chất. Vật chất là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, đúng không ạ? Chúng ta cầm được, chúng ta nắm được, chúng ta sờ được. Còn năng lượng là cái gì ạ? Năng lượng là những cái thứ vô hình mà chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng chính cái nguồn năng lượng đó, nó là cái nguồn năng lượng, là cái sức mạnh siêu nhiên, là cái sức mạnh vô hình. Và nó có sự kết nối mật thiết với vũ trụ. Tại sao người ta lại nói là năng lượng, có năng lượng thì sẽ có ngân lượng? Tại sao ạ? Khi chúng ta vui vẻ, chúng ta nhiệt huyết, chúng ta yêu đời thì cái nguồn năng lượng nó rất là hồ hởi, nó rất là vui tươi, nó rất là tươi mới. Thì mình làm công việc gì hay mình làm bất cứ thứ gì mình đều thấy rất là thông thái đúng không ạ? Nhưng khi mà cái nguồn năng lượng của mình, anh chị thấy khi anh chị buồn, anh chị không muốn làm bất cứ một điều gì cả. Khi anh chị mệt mỏi cũng không muốn làm bất cứ một điều gì cả. Đấy. Vậy thì ngày hôm nay thì cùng mọi người phân tích xem năm đám mây mờ trong con người mình là gì. Và trái đất thì như anh chị cũng biết là trái đất nó có mặt trời. Mặt trời là cái thứ mà nó chiếu sáng tất cả trái đất của chúng ta. Cả nhà tưởng tượng như là nếu như trái đất không có mặt trời thì sao? Trái đất của chúng ta sẽ sống trong bóng đêm đúng không ạ? Vậy thì con người cũng vậy. Nếu như con người không có trí tuệ, không có tư duy thì sao? Thì sống trong nỗi tiêu cực, sống trong sự sợ hãi, sống trong sự lo lắng. Đấy, sống trong sự sân giận đúng không ạ? Tham sân si. Đó, những cái thứ đó là những cái đám mây mờ. Thế vậy thì mặt trời thế là soi sáng từng những cái, quý cô chú anh chị nhìn thấy khi mà những cái khe cửa sổ nó chỉ có một xíu thôi mà cái ánh mặt trời nó cũng xuyên được vào trong cái khe cửa sổ đó. Vậy thì cái ánh sáng nó còn là xuyên suốt. Chỉ khi là chúng ta cho cái ánh sáng đó vào thì chúng ta sẽ nhận được ánh sáng ở trong tâm trí của mình. Đó. Thế thì ở trong con người chúng ta cũng vậy, luôn luôn có mặt trời nhé. Bởi vì con người chúng ta là một tiểu vũ trụ thu nhỏ. Đấy, vũ trụ có đất, nước và lửa và khí đúng không ạ? Đấy, thì con người chúng ta cũng thế được. Đó, khí là hơi thở, đất là gì ạ? Đất là da thịt đúng không ạ? Là xương. Chúng ta có máu huyết đúng không ạ? Chúng ta là một vũ trụ như thế nào? Chúng ta là một cái tiểu vũ trụ thu nhỏ như vậy. Đấy, thì trong chúng ta luôn luôn có mặt trời.
đó là trí tuệ đấy ạ. Mặt trời đó là cái mặt trời trí tuệ, là cái gốc rễ của con người. Anh chị thấy không ạ? Khi mà anh chị có trí tuệ, thứ nhất, tất cả mọi việc chúng ta hành xử theo một con người có góc độ trí tuệ, không lông lủi, không bộc phát. Tại sao người ta lại nói là mình không phải những là mình kết thúc việc học ở nhà trường, mà mình càng lúc mình càng phải học. Nhiều người thì rời khỏi ghế nhà trường á, thì là sao, không học nữa. Nhưng kiến thức ở trong nhà trường đó chỉ là cái kiến thức mà trên sách vở thôi. Còn cái trường đời đó là cái kiến thức mà giúp chúng ta trưởng thành, giúp chúng ta khôn lớn. Bởi vì ra ngoài trường học chúng ta có thể sai, chúng ta có thể bị điểm thấp. Nhưng ra trường đời nếu như chúng ta sai quá nhiều, đúng không ạ? Chúng ta mà chưa rút được bài học thì làm sao? Sẽ trả giá bằng máu, bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng tiền bạc, bằng rất nhiều thứ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy là trong trường học ấy, chúng ta không bao giờ được học những cái tư duy về làm giàu, tư duy về thành công. Không được học nhiều về cái việc mà đối nhân xử thế hay là đạo đức của con người. Chỉ khi ra ngoài chúng ta va chạm, chúng ta tiếp xúc với rất nhiều loại người, rất nhiều thành phần, người tốt có, người xấu có. Và cả quý cô chú anh chị thấy ạ, hiện tại nha, bây giờ rất nhiều người làm, người ta làm không có tâm, lừa đảo rất là nhiều, anh chị thấy không ạ? Dẫn đến là khi Thủy chia sẻ về Unica cũng thế thôi, rất nhiều người là Vin nó là lừa đảo, bởi vì không trách mọi người được, bởi vì nhiều những cái trường hợp bị mất tiền quá nhiều rồi đấy, mất tiền quá nhiều nên là mọi người có một cái nỗi sợ như vậy, làm một điều rất là đúng thôi. Nên là mọi người thường có một cái tư duy đó là phòng tránh, nhưng mà tất nhiên đó là cái điều tốt nha chị, nhưng mà nếu như nó quá thì nó lại thành điều không tốt. Vậy thì con người chúng ta ai cũng có những cái điều phi thường đấy. Chỉ khi chúng ta học, chúng ta rơi vào cái môi trường, chúng ta được áp dụng thực tế thì mình mới khai phá được cái con người bên trong của mình đấy. Bản thân chúng ta sinh ra đã là một con người phi thường đấy. Bởi vì sao? Chúng ta rất giỏi mà. Để mà có mặt trên cuộc đời này, chúng ta biết là chúng ta phải chiến đấu với 3 triệu con tinh trùng. Là sao? Để chiến đấu với 3 triệu anh em của chúng ta, người thì gãy chân gãy tay và thậm chí người chết, chỉ còn mỗi chúng ta là cái người đi ra cái cuộc đời này đấy. Thế nên là bản thân anh chị chúng ta là cái người mà sinh ra còn nguyên vẹn, hình hài nguyên vẹn, còn năng lượng, còn mỗi ngày được sống là chúng ta biết ơn cuộc đời này. Vậy thì biết ơn cuộc đời này thì làm thế nào để mà sống một đời sống thế gian, hãy sống cuộc đời rực rỡ, đúng không ạ? Nghĩa là một lần đến thế gian, hãy sống cuộc đời rực rỡ. Em chào chị Ngô Hải, em chào chị Nguyễn Thị Thủy ạ. Vâng, cảm ơn anh Đợi, em chào chị Tuất Nguyễn ạ. Cháu chào cô Anh nhá, em chào Nguyễn Đạt, em chào anh Thăng, em chào anh Nguyễn Trung. Vâng ạ, xin chào tất cả anh chị đang theo dõi live của Thủy ạ. Anh chị ạ, Thủy tin rằng là 14 anh chị trong live của Thủy, anh chị cực kỳ giỏi luôn. Anh chị rất giỏi, anh chị rất khát vọng. Tại sao Thủy lại nói vậy ạ? Bởi vì khi mà anh chị tiếp cận với cái năng lượng của Thủy á, anh chị cảm thấy là muốn cần cái nguồn năng lượng của sự giàu có, của sự hạnh phúc, của sự thịnh vượng thì anh chị mới ở trong cái live của Thủy, đúng không ạ? Thì biết điều đó mà, nếu như anh chị không muốn điều đó thì chắc chắn là anh chị đã rời khỏi rất lâu rồi. Nhưng mà thì biết rằng tất cả anh chị trong live của Thủy đều là những người rất là khát khao, đều là những người đang có trong người cái năng lượng cháy bỏng của cái sự giàu có, của cái sự hạnh phúc. Thì chắc chắn anh chị sẽ có gặp được thôi ạ. Bởi vì cái tần số năng lượng của anh chị nó đang phát ra với tần số của vũ trụ. Và khi nó hút, nó như một cái cục nam châm, nó hút tất cả những cái nguồn năng lượng đấy, những cái nguồn năng lượng hay những cái cơ hội nó đang cùng với cái tần số của anh chị phát ra. Và nó sẽ giúp cho anh chị nắm được một cái cơ hội để anh chị thay đổi cuộc đời. Bởi vì cái quy luật của vũ trụ đó là cái quy luật của là sao? Của niềm tin. Đấy, nên là anh chị ngày hôm nay chị đang rất là tuyệt vời ạ. Chắc chắn là anh chị sẽ có một cuộc sống giàu có, hạnh phúc và viên mãn. Đấy. Vậy thì khi mà chúng ta đã là con người phi thường như vậy, thế thì làm thế nào để loại bỏ các đám mây mờ đó, để tiến tới cho mình những cái ánh sáng, những cái sự hào quang, những cái luồng khí mới để đưa vào con người mình, để giúp cho mình tiến thêm một cái bậc mới, tiến thêm một cái tầng cao mới. Thì rất là mong muốn là hàng ngày thì muốn truyền cái nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng bởi vì thì rất là thích chia sẻ với anh chị. Đấy, mặc dù mình chưa hiểu nhiều nhưng mà mình biết là những kiến thức Thủy học á, nếu như Thủy không chia sẻ thì đó là kiến thức của người khác.
bởi vì nghe ở tai, nói ra ở miệng, đọng lại ở não. Đó, mà mình học mình không chia sẻ ra, mình giữ được riêng mình thì mình không phát triển được. Mỗi một lúc chia sẻ với chị là bản thân thì lại nhớ hơn, lại áp dụng được vào cái công việc của mình hơn. Đấy, nên là cái nguồn năng lượng này mình muốn cho đi. Đấy, mình có năng lượng mình muốn cho tất cả anh chị em. Thì muốn là những anh chị nào đang tụt năng lượng, đang buồn, hãy cứ vào like của Thủy đi ạ. Thủy sẽ kéo năng lượng của anh chị lên. Đấy, đi cùng với Thủy để làm sao chúng ta phải làm thế nào để chúng ta biến được vào cái năng lượng đó khỏi cái tâm trí của mình, để làm được những cái năng lượng tiêu tích cực vào trong cái cuộc sống của mình. Đó, thế vậy thì cái 5 cái đám mây mờ đó là gì? Anh chị hãy cùng với Thủy làm rõ xem 5 cái đám mây mờ đó là gì, để xem là chính trong tâm trí của mình còn cái điều đó không, để mình làm sạch cái đám mây đó. Đấy, khi cả nhà thấy không? Có mây thì trời sẽ không có nắng, có mây thì trời sẽ không được trong xanh, đúng không ạ? Đấy, thế nên là mình phải làm thế nào? Có những lúc có mây, có những lúc thì không có mây. Nên là làm thế nào để chúng ta biến cái tâm trí của mình nó hướng tới một cái nguồn năng lượng, cái điều tích cực nhất. Vậy thì cái đám mây thứ nhất ở trong chính tâm trí của chúng ta đó là niềm tin giới hạn. Đó là niềm tin giới hạn. À, cho thì hỏi trong phòng live của Thủy ngày hôm nay có anh chị nào đang tin là số mình không giàu được không ạ? Mình khổ vậy, mình không được hạnh phúc, hay là mình làm mãi cũng không rồi, mình làm mãi cũng không giàu, chắc là số mình không giàu được. Có anh chị nào đang nghĩ như vậy không ạ? Hay là anh chị đứng trước một cái việc làm gì đó, một cái việc làm mà được người khác giao cho, anh nghĩ chị nghĩ này, à việc này khó lắm, mình không làm được đâu, để cho mình nhường cho người khác, không làm được đâu, nhường cho người khác. Anh chị có thấy không ạ? Đứng trước một cái việc khó khăn là cái tâm lý của con người là bắt đầu nổi lên cái nỗi sợ hãi và lo lắng ở trong con người của mình. Bởi vì cái lo lắng đó nó sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng vô hình, nó sẽ giúp cho anh chị đạt được những cái gì mà anh chị đang nghĩ ở trong đầu. Tại sao lại nói vậy ạ? Bởi vì trong con người chúng ta anh chị ạ, nó có tiềm thức và có ý thức. Cái ý thức là cái đưa ra quyết định, tiềm thức luôn luôn đồng ý và cho theo. Cái tiềm thức, cái ý thức là khi mà anh chị nhìn thấy cái việc này, anh chị cảm thấy đúng hay sai, anh chị làm. Và tiềm thức sẽ ủng hộ theo cái quyết định của anh chị. Ví dụ như là cái cơ hội này là, ví dụ sở hữu cổ phần của Unikai, cái cơ hội Thủy vẫn chia sẻ. Thì khi mà cả nhà đưa ra quyết định, cái nguồn năng lượng của anh chị càng lớn, cái niềm tin của anh chị càng lớn, thì tiềm thức nó sẽ hỗ trợ cho anh chị để anh chị đạt được điều đó. Nhưng đến với Unikai, có nhiều người thì sao? Khi mà đến với thì cái niềm tin, thì bởi vì mình tin đó là điều không đúng, thì tất nhiên là tiềm thức nó sẽ đưa cho chị một loạt các thông tin, các thông tin, các dữ liệu để đưa cho chị biết là à, đây là cái cơ hội mà không đúng, không thực tế, và tin vào điều đó luôn. Đó, vậy thì cái ý thức là cái việc đưa ra quyết định. Tiềm thức nó không phân biệt được là cái điều anh chị quyết định đó là đúng hay là sai. Nó chỉ đi theo những cái gì mà anh chị đang suy nghĩ cực kỳ lớn ở trong đầu. Bởi vì con người chúng ta là có thằng hùng và thằng hèn, hay là còn gọi là con người màu đỏ và con người màu xanh. Con người màu xanh là cái con người luôn luôn khát vọng vươn tới tương lai, vươn tới sự thịnh vượng, vươn tới sự hạnh phúc, vươn tới cái sự thành công. Nhưng con người đỏ thì sao ạ? Là con người luôn luôn kéo chúng ta đi xuống, đó là tiêu cực, đó là sợ hãi, đó là do dự, đó là thiếu quyết đoán, đó là lo lắng, buồn phiền, đau khổ. Đó là con người màu đỏ. Khi con người màu đỏ nó lớn hơn con người màu xanh thì cái gì chiến thắng ạ? Thì tất nhiên cái gì lớn hơn nó sẽ chiến thắng. Nếu như trong tâm trí của anh chị, đúng không ạ? Anh chị nghĩ đến cái sự thành công của anh chị, nghĩ đến cái khát vọng của anh chị nó càng lớn bao nhiêu, thì cái tiềm thức của anh chị nó sẽ hoạt động cực kỳ mạnh để nó giúp cho anh chị bằng mọi cách thực hiện được các mục tiêu đó. Khi bạn tin bạn làm được, khi bạn muốn là bạn làm điều đó, cả vũ trụ sẽ bẻ cong tất cả mọi thứ để giúp cho anh chị đạt được cái điều đó. Nói anh chị tin không ạ? Nhưng Thủy luôn luôn tin cái điều đó, bởi vì Thủy đã được biết về sức mạnh tiềm thức. Có những điều mình nghĩ là mình không thể tưởng tượng mình điều đó có thể thành sự thật, nhưng mà thực sự nó đã thành sự thật. Bởi vì cái niềm tin của mình xác quyết với nó, luôn luôn tin là mình giàu, kể cả đến ngày hôm nay. Thì chưa bao giờ Thủy nghĩ là cuộc đời mình đau khổ cả. Thì mặc dù Thủy rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, rất nhiều biến cố và rất nhiều những cái điều không may mắn trong cuộc sống,
Nhưng Thủy không một lời thì than thì trách đâu ạ. Đến bây giờ là Thủy không có, ngày xưa thì có. Nhưng bây giờ hầu như là mình không than, không than bất cứ một cái việc gì xảy ra đến với mình. Đầu tiên là Thủy sẽ quay lại chính trong tâm trí của mình, nghĩ xem là à cái nỗi này tại sao, tại sao lại như vậy, và mình tìm hướng mình giải quyết. Thay vì chúng ta kêu ca đúng không ạ, chúng ta phàn nàn, chúng ta oán trách thì nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Ngày hôm nay chúng ta chưa giàu, chúng ta chưa hạnh phúc, thay vì chúng ta kêu ca đúng không ạ, thay vì phàn nàn. Mình nghĩ nếu như nghèo thì tìm cách để thay đổi cuộc sống, tìm cách để làm giàu đúng không ạ. Nhiều người nói là thu nhập thấp vậy không đủ chi tiêu, vậy thì làm thêm việc đúng không ạ. Vậy thì tìm hướng để thay đổi cuộc sống để tốt hơn, thay vì cứ ngồi đó kêu ca. Thời gian, cả nhà biết là những cái người họ đạt được cái sự thành công đó, họ phải bỏ ra thời gian gấp rất là nhiều lần như mình, hơn mình để họ có được sự thành công đó. Thế nên là cái gì ạ, cái con người chúng ta phải làm sao phải cho cái con người màu xanh, đó là những khát vọng, ý chí, nghị lực, bản lĩnh, nó lớn hơn cái sự nhút nhát của mình, nó lớn hơn cái sự do dự. Anh chị thấy không, đứng trước Unikai có phải niềm tin không ạ? Nhiều anh chị do dự không dám sở cổ phần bởi vì quá sợ mất với cái số tiền mình đang có. Chính vì quá sợ mất nên là không dám hành động để tiến tới một cái tương lai mới. Thì chấp nhận thì đánh đổi mà. Đến với Unikai thì chấp nhận thì đánh đổi. Bởi vì chấp nhận đánh đổi thà 1 năm, 2 năm mình cố gắng để cả cuộc đời về sau mình được xong sung sướng. Còn hơn là cả cuộc đời mình phải nỗ lực, mình phải vất vả để mình lao lực, mình kiếm tiền. Thì ở đây hôm nay chúng ta hãy sử dụng cách kiếm tiền thông minh. Đấy, dùng tiền để vận hành tiền. Anh chị có biết rằng là cái niềm tin đó, niềm tin anh chị, niềm tin tiêu cực, tích cực càng lớn thì cuộc đời của anh chị càng tuyệt vời. Càng tuyệt vời bởi vì anh chị biết là cái nguồn năng lượng của niềm tin á, nó là cái niềm tin giàu có, thì anh chị sẽ thu hút được những người bạn cùng với tần số của anh chị. Mây tầng nào sẽ hút mây tầng đó, đúng không ạ? Gió tầng nào cũng gió tầng đó. Nên là ngày hôm nay anh chị giàu, anh chị sẽ tiếp cận được với người giàu. Đừng nghĩ là người giàu người ta không chơi với mình đâu ạ, mà hãy làm thế nào để mình nâng tầm của mình lên để mình chơi được với những người giàu. Nên là đừng tin là người giàu người ta không tốt đâu, người giàu người ta rất tốt đấy chị ạ. Nhưng bản thân thì cũng đã đọc 1-4 triệu phú của mấy chị đúng không ạ. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Chỉ khi nào anh chị thấy là anh chị ngưỡng mộ những người giàu, anh chị không còn phán xét vào người giàu, là lúc đó anh chị chuẩn bị giàu đấy ạ. Anh chị cứ tin đi ạ, những lúc đó là anh chị chuẩn bị giàu. Còn nếu mà trong tâm trí mình còn nói là người giàu là cái người như thế nọ thế kia thì chắc chắn là mình rất khó. Bởi vì mình không thể trở thành cái người mà mình không muốn được, đúng không ạ? Đấy, làm sao mình có thể trở thành cái người không muốn? Một người bạn mà mình cảm thấy là người đó rất là xấu, mình không thể nào mình chơi với người đó được. Vậy thì một cái người giàu ngày hôm nay mình, nhiều người lại nói là à cái người là như thế nọ, người là như thế kia, nhưng người ta rất là giàu. Đấy, nhưng mà người ta lại giàu theo cái hướng tích cực, người ta là chỉ là giàu. Thì người ta, mình nhiều người lại nói à chắc lại tham lam, chắc lại tham nhũng thì là giàu. Đấy, nên là nhưng ở đây mình phải có quan niệm chuẩn, đó là giàu có là phải dựa trên lợi ích của người khác, dựa trên lợi ích của mình và của mọi người. Giống như thì nói với là cái việc sở cổ phần, việc nắm bắt cơ hội vốn cai, đó là chúng ta đang làm việc. Sau này chúng ta giàu có bằng chính những cái công sức của mình, bằng cái niềm tin của mình, đó là chúng ta tin là chúng ta làm cái việc này, chúng ta làm sao vừa giúp người, giúp mình, giúp chúng sinh và không hại bất kỳ một ai. Đấy, hướng tới sự giàu toàn diện. Giàu toàn diện, đúng không ạ? Giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất. Đấy, đó là những cái sự giàu toàn diện. Khi anh chị phát tâm được cái ngọn đèn trí tuệ nó sáng, nó sẽ soi toàn bộ tâm trí của anh chị. Giống như thì cũng nói là nếu như trong tâm trí của mình nó toàn những niềm tin tiêu cực, nó như một căn phòng tối. Căn phòng tối thì nó cần phải có ánh sáng để nó sáng lên. Thế thì không thể nào mình lấy hết cái niềm tin tiêu cực đó ra ngoài khỏi cái tâm trí mình được. Thì bằng cách hãy cho cái ánh sáng vào cái căn phòng đó, thay vì mình đi tìm mình lấy ra. Đấy, cỏ thì mọc rất nhiều đúng không anh chị? Cỏ thì mọc rất nhiều, nhưng mà là không thể nào mình suốt ngày mình ăn rồi mình đi nhổ cỏ, cũng như không suốt ngày ăn rồi mình đi lấy cái tích tiêu cực ở trong lòng của mình ra. Bằng cách là mình hãy gieo trồng những cái cỏ, nếu có cỏ thì sao, gieo trồng
cây thật nhiều lên. Cái cây mà chúng ta muốn, đúng không ạ, chúng ta trồng vào những cái mảnh đất đó, thì theo thời gian cỏ là sao, cái cây đó phát triển, cây đó lớn lên, cái bộ rễ của nó chắc chắn thì sao, thì nó sẽ che những cái tán, nó sẽ không, cỏ nó sẽ ít mọc hơn. Anh chị thấy những cái khu đất bỏ hoang là lúc nào cỏ cũng mọc ấy, giống như cái tâm trí của mình ấy. Cái tâm trí của mình mà để thoải mái tự do, để cái điều tiêu cực nó cứ lạc vào đầu. Mà mình thích, nhiều người thì thích xem là tai nạn này, hay là thích xem những cái việc là tranh chấp này, cướp này. Đấy, rất là nhiều, như là chuyện của những người nổi tiếng như nọ thế kia, mình chỉ xem là mình biết thôi chị ạ. Nhưng nhiều người là nhiễm luôn, ám ảnh luôn vào trong tâm trí của mình. Thế có phải là cái bộ óc của mình, cái trí tuệ của mình nó không sáng không ạ? Đúng không ạ? Nó sẽ làm toàn rác vào trong đầu của mình. Khi đầu của mình toàn rác thì sao? Thì không thể nào mà có chỗ để cho trí tuệ nó phát triển được ấy chị ạ. Trí tuệ phát triển thì sao? Cần phải đọc sách, đúng không ạ? Cần phải học tập từ những cái người mà có một cái lối sống tích cực, đúng không ạ? Luôn luôn tìm kiếm những cái điều hay, điều tốt. Chứ không phải là nhiều anh chị cứ tin vào những cái, có những cái thông tin gì tai nạn, hay là có những cái thông tin về Atifan, hay là giới Soviet, hay là cái gì rất quan tâm. Ôi anh chị ạ, những cái chuyện đấy không làm cho mình giàu được đâu. Anh chị hãy tập trung vào chính cái cuộc đời của mình, làm thế nào để tìm được những cái việc làm để cho giúp, thứ nhất là con người mình trưởng thành lên, tư duy của mình phát triển. Và khi hai cái điều đó phát triển lên thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu có và thịnh vượng hơn, đúng không anh chị? Đó. Thế nên là ở đây thì chúng ta cái cứ lạc vào cái điều tích cực càng nhiều vào. Càng nhiều vào thì sao? Thì cái điều tiêu cực nó sẽ biến khỏi cái tâm trí của mình. Thế thì thay vì bây giờ chúng ta xây những cái niềm tin tích cực vào, để là sao nó sẽ loại bỏ đi cái niềm tin tiêu cực. Đây ạ. Thì đọc cho anh chị một số các dạng của niềm tin, đó là khởi nguồn của những cái điều gì nhá. Đây là trong cái cuốn sách mà 13 nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill. Đây là cuốn sách nổi tiếng bán chạy mọi thời đại. Đó là cái nguyên tắc chung mà giúp áp dụng được 13 nguyên tắc trong cuốn sách này, chúng ta sẽ có một cái cuộc sống giàu có. Và đây là sự đúc kết của rất nhiều những người giàu, họ đã áp dụng và họ viết sách để họ cho chúng ta. Và trí tuệ của họ ở đâu ạ? Trí tuệ của họ ở trong những cuốn sách này. Đây là cái nguồn tri thức vô hạn, họ kết nối lại và họ truyền đạt cho chúng ta. Vậy thì chúng ta làm thế nào để phát triển? Bằng cách mình đọc sách, đúng không ạ? Đọc sách hàng ngày, tìm kiếm những người bạn trí tuệ, tìm kiếm cho mình một nhóm trí tuệ để mình có một cái môi trường để mình có thể học tập và phát triển. Đây ạ. Thì niềm tin nó là khởi đầu để tích lũy của cải. Đấy anh chị ạ. Và niềm tin đó là cơ sở của những phép màu, và lại bí mật không thể phân tích được bằng khoa học. Niềm tin là liều thuốc giải độc tốt nhất cho những kẻ thất bại. Đấy, nói đến con này anh chị ạ. Đúng là khi mà nhiều người ta thất bại, nếu như họ không có niềm tin thì không bao giờ họ thành công. Và anh chị thấy những người thành công ngày hôm nay, họ đã trải qua rất nhiều thất bại, nhưng họ có một niềm tin xác quyết là thất bại lần này chỉ là cái bước đệm để cho họ thành công lớn hơn mà thôi. Đúng không ạ? Thất bại chỉ là một thử thách để cho họ lớn hơn, họ bản lĩnh hơn, họ mạnh mẽ hơn mà thôi. Thất bại chỉ là trong những cái lúc để cho họ phát triển con người hơn. Đấy, thì nó sẽ là một cái liều thuốc giải độc cho những người đang gặp thất bại. Nên là ngày hôm nay chị nào đang ở trong live của thì đang gặp những vấn đề chưa đúng hay là chưa tốt, chưa thành công trong cuộc sống, thì anh chị hãy cứ tin vào bản thân mình đi ạ. Hãy cho mình một cái niềm tin để mình tin tưởng vào. Thật sự nếu như cuộc sống chúng ta không có niềm tin ấy, chúng ta không muốn làm bất cứ một điều gì cả. Bởi vì làm cái gì mình cũng nghĩ là mình không làm được thì thật sự là không thể làm được bất cứ một điều gì. Niềm tin đó là chất hóa học. Khi kết hợp với lời cầu nguyện, nó sẽ tạo ra mối liên hệ trực tiếp với trí tuệ vô hạn. Tại sao là vậy ạ? Như Thủy nói ạ. Đây ạ, nó sẽ tạo kết hợp với lời cầu nguyện, sau đó sẽ liên kết được trí tuệ vô hạn. Trí tuệ vô hạn đó là cái trí tuệ mà kết nối với cái trí tuệ ở tầng bậc của vũ trụ. Đấy, là cái trí tuệ vô hạn mà cả nhà. Đấy, vô hạn là cái trí tuệ, ví dụ như chủ tịch Anthony, ông có một cái năng lượng, cái nguồn trí tuệ vô hạn, ông kết nối được với cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Đó là những cái kiến thức mà người bình thường mình chưa kết nối được, bởi vì con người chúng ta ấy, bộ não có 8 tỷ neuron thần kinh, nhưng mà chỉ khai phá được một chút ít thôi.
chỉ chút đi thôi, kể cả các nhà khoa học cũng chỉ khai phá được một chút đi thôi. Nên là nhiều người bảo cái trí tuệ của mình nó chỉ giới hạn, nhưng mà mình đã khai phá hết được đâu, không thể nào khai phá hết được. Khi cái người nào có giác quan thứ sáu, có cái sự kết nối với trí tuệ vô hạn ấy, là người ta đã khai phá được cái tầng bậc trí tuệ ở cái tầng bậc 6 rồi. Đấy. Còn bình thường mình chỉ áp dụng ở cái tầng bậc bình thường thôi, là gọi là biết đúng không ạ? Biết và hiểu một chút thôi. Đấy, còn để mà kết nối được cái tầng trí tuệ vô hạn thì thực sự là phải cái người nào mà có một cái năng lực siêu nhiên, có một cái niềm tin sắt quyết và có một cái trí tuệ nó thực là rộng ấy, chiêm nghiệm và lắng nghe và lắng đọng, cô đọng và logic, thì họ sẽ có một cái sự kết nối với cái nguồn năng lượng của vũ trụ. Và khi cả nhà tin nhé, cả nhà hãy chọn ví dụ như cái tư duy triệu phú của Thủy thì vừa đọc, hàng ngày cả nhà hãy cứ đọc cái tư duy đó ám thị vào đầu mình. Và anh chị tin những cái điều anh chị đọc đó sẽ là có trong con người của mình. Sẽ có trong con người mình. Và tin một cách xác quyết và tuyệt đối và không nghi ngờ gì cả. Đó. Là anh chị kiểu gì anh chị rồi một ngày đẹp trời anh chị cũng sẽ nhìn thấy. Mình sẽ có được những thứ đó. Sẽ có được cái đó. Bởi vì cái niềm tin mà kết hợp với lời cầu nguyện, lời tuyên bố, thì nó sẽ kết hợp được cái khai phá được cái trí tuệ vô hạn như Thủy vừa nói, là cái trí tuệ ở bậc trên. Tức là có nhiều người, cả nhà thấy không, cái tiềm thức nó mạnh đến nỗi mà họ nó còn chỉ đường cho cái người đó đi. Đấy, chỉ đường cho đi từng bước một đấy anh chị ạ. Đó là cái tiềm thức nó mạnh, nó có sự kết nối. Bởi vì khi mà phát ra cái mong muốn nó là cái mong muốn mình khát vọng cái gì á, mình mong muốn mình nói ra, mình gửi lên vũ trụ. Đó, thì có một nhiều anh chị thấy hình dung là mình đã đạt được những điều đó và không hiểu tại sao. Đấy, đó là cái sức mạnh vô hình ở bên trong của mình, sức mạnh mà mình chưa biết được khám phá. Nên là anh chị hãy khám phá cái tiềm thức của mình, khai phá triệt để cái tiềm thức của mình đi. Đấy, khai phá triệt để đi, nó sẽ giúp cho anh chị đạt được rất là nhiều thứ đấy ạ. Đấy, và niềm tin nó sẽ là nhân tố biến động, biến những rung động bình thường của ý nghĩ tạo bởi nhận thức hữu hạn của con người thành sức mạnh tinh thần. Đấy, tức là niềm tin nó sẽ tạo cho chúng ta thành cái sức mạnh tinh thần. Ôi, anh chị thấy không, khi anh chị làm một việc gì á, anh chị tin ấy, anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Làm điên cuồng, làm mạnh mẽ, làm cháy mình luôn đúng không ạ? Đấy, và niềm tin nó cũng là nơi duy nhất có thể làm cho sức mạnh vô tận của trí tuệ được khai thác và sử dụng. Đấy, khi anh chị có niềm tin thì cái trí tuệ của anh chị nó sẽ được phát huy, nó sẽ được khai thác tối đa. Thì khi có niềm tin thì làm sao ạ? Có niềm tin thì bắt buộc là cái bộ não nó phải vận động đúng không anh chị? Bắt buộc là cái não nó phải làm việc. Thế bởi vì nếu như là làm việc thì bắt đầu mình phải tìm ra những cái phương pháp, tìm ra những cái cách làm tốt hơn và hay hơn. Thì bắt đầu là niềm tin nó tin được thì bắt đầu mình mới bắt đầu hành động. Còn nếu như đứng trước một việc gì ấy, anh chị nghĩ rằng anh chị không tin anh chị làm được, tất nhiên là anh chị sẽ, khi tin không làm được thì sẽ dừng lại tất cả mọi suy nghĩ, không làm nữa, thì là không có thể phát minh ra bất kỳ một cái sáng kiến, một cái phương pháp nào mà cả, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ chỉ có hành động thì bắt đầu trong quá trình mình làm thì mình mới tìm ra được nhiều cái phương pháp mới thôi. Còn khi một khi đã nói không rồi thì là không bao giờ có thể làm được, bởi vì mình đã cho phép mình bỏ cuộc, mình dừng lại rồi mà. Giống như ngày hôm nay, nếu như anh chị tin luôn cái đó là cơ hội giờ có anh chị, thì anh chị chắc chắn anh chị hành động bằng cách anh chị đi tìm kiếm thông tin. Nhưng mà nếu như anh chị không tin đó là cái cơ hội giờ có với anh chị không tin, tức là anh chị đóng lại, anh chị không tìm hiểu bất cứ một điều gì, thế thì không tìm hiểu thì làm sao mà thấy được những cái thông tin tuyệt vời ở trong doanh nghiệp này? Làm sao mà tìm thấy được cái chìa khóa vàng để giúp chúng ta tự do về tài chính? Đấy, thế nên là giữa cái việc làm và không làm, tin và không tin, nó liên quan mật thiết đến với nhau, nó sẽ cấu thành nên sự thành công của mọi người ạ. Đây ạ, liền tin đấy, những suy nghĩ khi được kết hợp với một cảm giác và cảm xúc, nó như một cái thanh nam châm có thể hút tất cả các suy nghĩ cùng loại, suy nghĩ có liên quan. Thế thì anh chị hãy cẩn thận nha, khi bây giờ anh chị nào đang có suy nghĩ tiêu cực á, là anh chị sẽ hút được tất cả những cái điều buồn, điều không may mắn đến với chị thôi. Anh chị có thấy rằng nhiều người bảo là đen, tại sao lại đen ạ? Tại vì trong cái
cái suy nghĩ nó là à mình đen thế, mình rủi ro thế, và mình cứ gặp, tại sao có những lúc mà mình gặp rất là nhiều chuyện buồn nó liên tăng tăng, nó liên tục đến với cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nguồn, trong con người của chị lúc đó là đang có một cái tần số năng lượng âm. Năng lượng âm không phải năng lượng dương. Năng lượng âm thì nó lớn thì nó sẽ hút toàn những cái điều không may mắn, không tích cực đến với tụi anh chị thôi. Đấy, có những người anh chị sẽ cảm nhận được, có những cái thời điểm mình rất là, mình làm nhiều việc gì cũng hỏng. Và mình, ư tại sao làm cái việc gì cũng hỏng, chắc là cái dạo này đen ấy, và nó cứ cạn thu hút. Đấy, khi mà có bất cứ kỳ một cái suy nghĩ nào á, nó trái chiều trong đầu á, mình phải lấp đầy nó bằng cái tích cực vào ngay lập tức, đúng không ạ? Nếu bạn tin mình thất bại, tức là bạn đã bị đánh bại. Nếu bạn nghĩ mình không đủ can đảm, chính là bạn đã không đủ can đảm. Nếu bạn mong muốn chiến thắng nhưng lại nghĩ mình không thể, thì phần thua chắc chắn sẽ về tay bạn. Nếu bạn nghĩ bạn đang thất bại, nếu bạn nghĩ mình đang thất bại, tức là bạn thất bại. Thành công bắt đầu từ ý chí của một con người. Thành công bắt đầu từ ý chí của một con người. Cái ý chí quan trọng không anh chị? Ý chí cực kỳ quan trọng. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Con người mà thiếu đi đam mê, thiếu đi ý chí, thiếu đi khát vọng thì gọi giống như con thuyền không bến, giống như cuộc đời vô định ấy ạ. Vô định, không biết mình sống như cuộc đời mình làm vì cái gì, mình đến với cuộc đời này mình làm cái gì. Và sống cứ là sao, giống một cái cuộc đời nhàm chán, nó rất là buồn tẻ, đúng không ạ? Đấy là nơi nào anh chị có ý chí, chắc chắn anh chị sớm muộn chị cũng tìm được con đường. Tất cả chỉ làm trong suy nghĩ. Nếu bạn nghĩ mình vượt trội, bạn sẽ vượt trội. Bạn luôn tư duy tới tầm cao. Bạn cần chắc chắn về bản thân trước khi có thể chiến thắng. Trận chiến của cuộc đời không phải bao giờ cũng thuộc về những người nhanh hơn hay mạnh hơn. Sớm hay muộn, những người chiến thắng chính là những người nghĩ mình có thể. Câu này anh chị có hiểu không ạ? Tức là này, những người chiến thắng những trận chiến trong cuộc đời đấy, không thuộc về những người nhanh hơn hay mạnh hơn, sớm hay muộn, mà nó thuộc về những người nghĩ mình có thể. Cái yếu tố có thể này quan trọng ạ. Khi mình nghĩ mình có thể giàu, mình có thể hạnh phúc, thì sao? Thì khi mà cơ hội đến đấy, thì mình mới nắm bắt được, đúng không ạ? Thì khi mà cái yếu tố mình nghĩ mình không có thể, mình làm được, thì khi cơ hội đến, khi những người tốt đến cuộc đời mình đều từ chối hết. Đấy, tại sao là luôn luôn nghĩ mình có thể, định vị bản thân mình luôn anh chị ạ. Đấy, đó là cái phần niềm tin. Đấy, là niềm tin. Nó sẽ soi sáng cái tâm trí của mình, nó tỏa ra một cái ánh sáng cực kỳ là vi diệu. Đấy, khi mà con người chúng ta có trí tuệ, làm một việc gì anh chị cũng là sao? Anh chị cũng có thể là nhìn được, nghĩ được và nói được, và có thể là hành động một cái cách sáng suốt. Chào Hồng Minh nhá, chào Lâm An, em chào chị Khải. Em chào anh Đinh Thăng, em chào, cảm ơn anh Tuấn Nguyễn nhá, em chào anh Sang, em chào anh Duy, em chào anh Thanh Dũng. Em chào anh chị, em chào chị Xuân, vâng ạ. Cái đám mây nữa đó là cái hành vi tiêu cực. Hành vi tiêu cực ạ. Hành vi tiêu cực là gì ạ? Kể cả đôi lúc ngày trước ấy, ví dụ như mình tức, ví dụ chồng mình chẳng hạn đấy ạ, chồng đi uống rượu về muộn chẳng hạn. Đấy thì về mình có cái hành vi rất là bực bội, rất là tức tối, đúng không ạ? Rồi có thể là hành động với một cái cách là không kiểm soát. Đấy, anh chị cũng có thể hiểu được cái cảm giác đó rồi, đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều anh chị cũng có cảm giác. Hay là con bây giờ làm cái gì sai đấy, là mình cầm roi mình đánh, mình có thể là có những cái hành vi đó nó không đẹp ấy, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà cái hành vi tiêu cực này nó cũng làm một nhiều người thấy là nhiều người rất là bạo lực, đúng không ạ? Đấy, rất là bạo lực. Mình xem ở trên truyền thông ấy, trên mạng thấy rất là nhiều những cái hoàn cảnh, những cái cảnh mà con người rất là bạo lực và hành động thiếu kiểm soát và không bao giờ lắng nghe ý kiến người khác, và xảy ra một cái tình huống gì là không bao giờ hướng như cái phần
khi mà con người không có kiểm soát ấy, tức là cái bộ não của con người đó là cái phần phần con ấy nó lớn hơn phần người, đó là khi hành động bằng cái não bò sát ấy chị ạ. Cái não bò sát là cái não hành động theo cái bản năng không có sự suy nghĩ đấy. Cái não bò sát là con người hành động lúc đó là không cần biết như thế nào, chỉ cần cái cảm xúc nó dâng cao, đúng không ạ? Cái cảm xúc của dâng cao thì là sao? Khi mà cảm xúc dâng cao thì ý chí sẽ biến mất, đúng không ạ? Cái ý chí sẽ biến mất. Thế là có những người là xảy ra những cái việc gì đó họ không kiểm soát được. Đấy, dẫn đến hành động rất là thiếu cái sự sáng suốt. Em chào anh Thanh Lý ạ. Đó, thế nên là cái phần, nếu như ngày hôm nay ấy, cái phần là lão con người ấy, là dùng tình yêu thương, đúng không ạ? Là dùng tình yêu thương để lãnh đạo, dùng tình yêu thương để đối xử, tình yêu thương để làm việc thì sẽ tạo lên một cái không khí rất là tuyệt vời. Đấy thì đó là dùng những cái tình yêu thương và lòng biết ơn để lấn áp được những cái hành vi tiêu cực, kiểm soát được cái tâm trí, cái cảm xúc của mình. Và cái đám mây thứ tư, cái thứ ba đó là cái cảm xúc tiêu cực. Đấy, thì nó đều liên quan đến nhau hết ạ. Những cái này nó niềm tin rồi cảm xúc rồi hành vi, đúng không ạ? Nó đều liên quan đến nhau hết. Đấy, thì cái cảm xúc tiêu cực này nó thì anh chị đúng không ạ? Như anh chị buồn, anh chị chán, anh chị không vui, đó là những cảm xúc tiêu cực thì cũng đã phân tích rất là kỹ ở cái phần niềm tin rồi. Đấy, thì khi mà anh chị có những cái cảm xúc tiêu cực ấy, thì mày cho anh chị một cách, anh chị hãy đọc cho chị những câu thần chú này, đúng không ạ? Tôi là hạnh phúc, tôi là vui vẻ, tôi là khỏe mạnh, tôi là giàu có, tôi là trạng phát tình yêu. Khi anh chị đang tức giận một ai đó, anh chị đang chuẩn bị có những cái hành vi, anh chị đang chuẩn bị xảy đến và anh chị khựng lại, anh chị nghĩ là tôi là vui vẻ, tôi là trạng phát tình yêu. Anh chị nghĩ là khi mà một cái trạng phát điện, đúng không ạ, nó sẽ phát điện cho rất nhiều các khu vực ở gần đó. Đấy, và cái cột phát sóng wifi cũng vậy, nó phát sóng rất là nhiều. Thế thì khi mà mình đang bực bội một ai, mình đang tức giận một ai, thì anh chị đọc cho chị câu thần chú đó là tôi là trạng phát tình yêu. Đấy, anh chị chỉ đọc một cái từ đó thôi là anh chị sẽ cảm thấy những người xung quanh anh chị vô cùng tuyệt vời anh chị ạ. Hiện tại thì cảm thấy những người mà thì gặp á, thì cảm thấy mọi người rất tuyệt vời. Bởi vì trong đầu mình không nhìn thấy những cái điểm xấu của người đó, mình nhìn thấy những cái điểm tích cực từ người đó, đúng không ạ? Nếu như trong mình luôn luôn mình tìm kiếm cái điểm tiêu cực của con người đó thì mình sẽ không bao giờ yêu được họ, mình sẽ không bao giờ yêu thương được họ luôn ạ. Bởi vì con người chúng ta ai cũng có một cái sự giỏi khác nhau, đúng không ạ? Mình không thể nào mà mình không thể nào bắt một con cá, mình đánh giá một con cá bằng cái việc là nó leo cây được, đúng không ạ? Nếu không thì cái con cá đó nó sẽ có một cái niềm tin cả đời, nó sẽ sống trong cái niềm tin giới hạn, đó là không tin tưởng vào bản thân mình. Đấy, không tin tưởng vào bản thân mình. Thế thì cái việc khi mà chúng ta nhìn thấy cái người đối diện của mình như thế nào ấy, họ đang xấu, họ đang ích kỷ, hay là họ đang họ đang không vui, hoặc là họ đang có một cái điều gì đó đấy, tức là mình nhìn thấy cái điểm xấu của người khác ấy, mình làm cái nào để mình khích lệ động viên họ đấy, để làm sao đưa cái ánh sáng vào trong tâm trí của họ, thay vì mình chỉ trích, thay vì mình phán xét, mình bới móc, mình tìm người ta bồng người ta bảo vạch lá tìm sâu ấy, thì mình hãy làm sao đóng góp để cho họ, chúng ta cùng nhau phát triển, đúng không ạ? Chúng ta làm sao sống với cái tính chất cộng sinh để chúng ta cùng nhau đi lên, chúng ta cùng phát triển. Chứ còn ngày hôm nay khi mà mình nhìn thấy nhiều người là cứ nói là người lại xấu, người nọ như thế nọ, người kia như thế kia, mà không bao giờ nhìn lại bản thân mình. Bởi vì chính người ta, mình nhìn thấy cái điểm gì ở người khác, đó là con người mình đang là tấm, họ đang phản chiếu cái tấm gương của con người mình, và mình đang nhìn thấy điều đó. Khi mà anh chị nhìn thấy những cái điều tốt đẹp ấy, anh chị nhìn thấy mọi người ai anh chị cũng yêu thương hết, anh chị nhìn thấy người ta không có điểm xấu đâu. Đấy, đến bây giờ thì thấy mọi người ra ngoài, mà sắp thì ra ngoài thì rất là dễ bắt chuyện với người khác, bởi vì thì thấy là mọi người rất là bình thường cũng như mình thôi. Đấy, mọi người cũng như mình, nên là mình cứ thoải mái trong giao tiếp, mình cũng chẳng, cũng không quá đề phòng họ. Bởi vì nếu như cả nhà thấy là thế giới của chúng ta ấy, ai cũng sống bằng tình yêu thương, ai cũng sống bằng lòng biết ơn, thì sẽ không có con người không có những con người gian, không có con người lừa lọc, đúng không ạ? Đấy, em chào Nguyễn Tấn Nam, em chào anh Mận nhé. Vâng ạ, thì sẽ không có con người lừa lọc, không có cái sự mất mát, đúng không ạ? Nhưng bởi vì con người sống chúng ta nó vì sống vì ba độc, đúng không ạ? Tham
sân si nó quá nhiều. Và khi tham sân si nó quá lớn thì cái ba gốc sẽ biến mất, đạo đức, trí tuệ, nghị lực nó sẽ biến mất. Và khi anh chị đẩy cái ba gốc lên, đúng không ạ, con người chúng ta sống đến với ba gốc, đó là đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Đấy, đó là khi anh chị có được những thứ đó thì là sao, nó sẽ lấn áp, nó sẽ loại bỏ những cái tham sân si của trong con người mình. Đấy, thì cuộc sống nó vô cùng tuyệt vời nếu tất cả chúng ta ngày hôm nay chúng ta đều sống vì những cái điều đó, đều sống dựa theo ba gốc đó, phát triển con người theo ba gốc đó, làm việc theo ba gốc đó, tìm kiếm mối quan hệ từ ba gốc đó, thì thật sự là rất là tuyệt vời anh chị ạ. Xã hội của chúng ta rất là tuyệt vời. Đấy, ở đâu cũng muốn sống, ở đâu chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng thấy có tình yêu thương, chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng không phải phòng, chúng ta cũng không phải là phòng tránh, chúng ta cũng không phải đề phòng bất cứ một ai cả. Bởi vì nếu như ai cũng vì ba gốc đó tốt rồi thì làm sao còn phải đề phòng, đúng không ạ? Bây giờ ra ngoài lúc nào cũng phải đề phòng, à mình phải cẩn thận không người khác lừa mình, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ nên là nó đôi lúc là rất là mệt mỏi chị ạ, thực sự là rất là mệt mỏi. Và đôi lúc bản thân thì cũng rất là tin người, cũng rất là tin người, nên là đôi lúc nếu mà tin người mà mình không có trí tuệ thì tất nhiên là ra ngoài đời có nhiều xã hội thì có nhiều thành phần thì mình cũng sẽ dễ dàng bị người khác lợi dụng, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà anh chị tin, nhưng mà anh chị niềm tin và anh chị dựa trên cái trí tuệ thì là sao, thì nó sẽ có thể giúp cho anh chị có thể nhìn nhận được cái gì đúng, cái gì sai. Chào Trần Xuân Huy nhé, em chào anh Tuấn. Xin chào tất cả anh chị nhé. Cái đám mây mờ thứ 5 đó là cái mâu thuẫn nội tâm. Đấy, mâu thuẫn nội tâm. Thì anh chị có hiểu mâu thuẫn nội tâm là gì đúng không ạ? Khi mà đứng trước một việc gì đó, ví dụ như là cái việc thức dậy buổi sáng đi. Đấy, việc rất là đơn giản, anh chị rất là dễ hiểu. Ví dụ như buổi sáng thức dậy. Đấy, có anh chị nào rất là muốn dậy để đọc sách này, muốn dậy để tập thể dục này, hẹn báo thức rồi, báo thức rồi dậy rồi nhưng mà lại không dậy được. Đấy, lại không dậy được. Đấy, hai con người là đấu tranh tư tưởng. Là gì? Mình phải dậy đọc sách để mình phải làm trí tuệ vào, mình phải tăng kiến thức. Đấy, để có trí tuệ. Một cái con người thằng hèn thì nó là thôi, đang ngủ, đang phê đúng không ạ? Ngủ đang thích thì thôi cứ ngủ thêm một tí nữa. Dậy đọc cũng chẳng thế thôi đúng không ạ? Đấy, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thế là cái thằng hèn nó lớn hơn, thế là anh chị ngủ tiếp và ngủ đến thêm 30 phút nữa, cuối cùng 30 phút nữa dậy thì cuối cùng là ngủ thêm rồi dậy vẫn buồn ngủ, anh chị công nhận không, công nhận như vậy không ạ? Nhưng mà anh chị dậy sớm được ấy, anh chị sẽ làm được rất nhiều việc trong buổi sáng sớm. Buổi sáng sớm là cái buổi sáng mà có cái sự kết nối giữa cái nguồn năng lượng với vũ trụ, là cái chúng ta gửi lên những cái điều mà chúng ta mong muốn ấy, nó rất là hiệu nghiệm luôn. Đấy, cái buổi sáng là cái buổi rất là hiệu nghiệm từ 4 giờ sáng. Đấy, 4 đến 5 giờ sáng. Đấy, 4 đến 6 giờ sáng là cái buổi cái thời gian rất là hiệu nghiệm. Anh chị muốn điều gì nhá, anh chị mong muốn điều gì, anh chị cứ sáng dậy sớm, anh chị đọc sách rồi anh chị cầu nguyện, anh chị kết nối với cái tầng năng lượng vũ trụ, anh chị sớm muộn là nó cũng giúp cho anh chị có được những cái thứ đó. Đó, với việc ngày hôm nay làm giàu thế thôi, đúng không ạ? Đến vui cay, một bên thì rất thích rồi. Đấy, sau này một cái thằng hèn ở bên trong ạ, thôi nó rủi ro lắm, mất hết tiền đấy ạ. Đấy, rồi người ta lại làm giờ, người ta lại cười. Và rất là nhiều các yếu tố dẫn đến là không thể nào đưa ra quyết định và do dự và thiếu quyết đoán, không đưa ra quyết định để mình có thể nắm bắt được cái cơ hội đó. Và ngày hôm nay thì anh chị thấy ạ, cái việc mà cái kẻ mạnh ấy thì sao, lấy hành vi lấn áp ý chí, đó là kẻ mạnh nhá, hành vi lấn áp ý chí thì tay là sao ạ? Cái hành vi đó, hành vi tích cực, chúng ta, cái ý chí của chúng ta là sao, nó đang tiêu cực, nó đang đi xuống thì chúng ta phải lấy hành vi chúng ta thay vào đó. Chúng ta dạy đọc sách, chúng ta tìm kiếm cái cơ hội để làm giàu, chúng ta tăng cường cái trí tuệ vào để chúng ta dùng cái hành động của mình lấn áp những cái suy nghĩ tiêu cực nó đang nảy sinh, nó đang trỗi dậy ở trong lòng của chúng ta. Chúng ta hãy diệt nó bằng cách chúng ta lấy cái hành vi đó, lấn áp cái ý chí đó đi, đúng không ạ? Và cái môi trường sẽ kiến tạo lên hành vi. Đấy, tại sao
sao chúng ta lại cần môi trường? Cái môi trường cho chúng ta có cơ hội được học tập, cho chúng ta có cơ hội để phát triển. Không ai thành công mà đi một mình cả anh chị ạ. Chúng ta thành công cũng phải là đi cùng đồng đội, đi cùng tất cả những cái người mà chúng ta kết nối được, là những con người chúng ta cảm thấy tin tưởng, là những con người chúng ta có thể giúp nhau đi lên bằng những cái nhóm trí tuệ ưu tú. Câu lạc bộ đọc sách đó cũng là một trong những nhóm trí tuệ ưu tú. Đấy, nó sẽ giúp cho anh chị có thêm những cái trí tuệ. Đấy, luôn luôn động viên khích lệ và đẩy anh chị lên, phát triển lên. Và không bao giờ bới móc hay là soi mói là gì hay là làm dặn để cho anh chị đi xuống cả. Luôn luôn thúc đẩy anh chị đi lên. Đấy, thế nên là cái môi trường nó cực kỳ mạnh. Và Thủy vào trong cộng đồng Unica này, đó là môi trường vô cùng tuyệt vời. Và đến bây giờ thì vẫn cảm nhận được cái nguồn năng lượng đó, nó vẫn luôn luôn nó tồn tại ở trong cái con người của mình. Nó tìm được, khi thì tìm được cái con đường đến với Unica ấy, thì tìm được cái con đường mà Thủy thấy là nó đang cho mình một cái ánh sáng cực kỳ mới mẻ. Nó soi sáng con đường có thể đi mà trước khi giờ thì tìm thì không thấy. Và vào trong môi trường này mình gặp được rất là nhiều người thành công. Đấy. Và là cho mình một cái niềm tin xác quyết hơn. Để cho mình tin tưởng hơn, bởi vì người ta đã thành công, người ta đã làm được mức cái độ như cái mức độ như vậy rồi, thì mình hãy dựa vào tầm nhìn của những người thành công mình đi theo. Cái cách nhanh nhất đó là học theo người giàu, học theo những người thành công là cái cách nhanh nhất. Thay vì chúng ta tự học, hãy đi tìm những người thành công mà người ta đã đạt được cái kết quả mà mình mong muốn, để hỏi họ xem họ làm cách nào họ đạt được. Và để mở ông mới với Unica thì bây giờ là sao? Có rất là nhiều người họ đã phát triển được về tư duy, về trí tuệ, về kiến thức, về tài sản, về mối quan hệ. Và bản thân thì đến đây thì cũng bắt đầu thì quen được rất nhiều anh chị bạn bè, và đặc biệt những cổ đông Unica, và những anh chị nào đang là những người bạn bè của thì đang là những cổ đông, những đối tác của thì là những người mà thực sự thì hiểu là mọi người đang rất là tin tưởng vào Thủy, tin tưởng vào cơ hội này, nên là chúng ta có cùng một cái tần số nên chúng ta kết nối được với nhau. Và Thủy thấy là những người bạn đó, những người đó là những người vô cùng chất lượng. Đấy, anh chị nghĩ rằng nếu như mình chơi với những cái con người giàu có, những con người luôn luôn hạnh phúc, những con người tích cực thì thấy là vui lắm anh chị ạ. Cuộc đời là vui lắm, đi đâu cũng có những cái con người, cũng có người bạn ba gốc thì tuyệt vời lắm anh chị ạ. Đó. Môi trường này cho mình được phát triển tất cả mọi thứ. Và ngày hôm nay thì mình thấy là bản thân thì giữa bây giờ và 75 về trước thì hầu như nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nó khác hoàn toàn, không phải là cái sự giàu có nhiều đúng không, bởi vì mình đang trên đường mình xây dựng. Nhưng mà chắc chắn cái đích đó nó sẽ tới, nó chỉ sớm hay muộn thôi. Nhưng trước khi mình giàu có thì mình phải phát triển bản thân, lên tầm tư duy lên đúng không ạ, để khi mà mình có tài chính nhiều, mình có thể chứa được cái lượng tiền. Khi mà con người đến với mình nhiều thì mình có thể chứa được cái lượng người trong cái tâm, cái trong cái khả năng chứa người của mình. Bởi vì tâm bao lớn thì tâm bao lớn, vũ đài lớn bấy nhiêu. Cái tâm mình chứa được nhiều người thì nhiều con người mới đến được với mình. Cái tâm mình chứa được một ít người thì sẽ ít người đến với mình. Đấy. Hôm qua Thủy học được câu nói rất là hay, đó là gặp người tốt như đi vào một rừng hoa, khi đi xa thì hương vẫn còn vương vấn. Hôm qua một người bạn đã trao cho Thủy câu thơ rất là hay. Đấy, khi gặp một người tốt, đúng không? Anh chị có thấy là như gặp một vườn hoa, khi đi xa hương vẫn còn vương vấn. Làm sao mà để anh chị đến với ai, gặp ai mà để khi đi rồi người ta có một cái ấn tượng tốt đẹp về anh chị. Đấy, thì anh chị đó là một cái người vô cùng tuyệt vời. Còn thì không muốn là mình đến với con người nào đó mà mình lại mang những cái tiếng xấu đến, và để rồi ai đi qua, ai gặp lại cũng phải nói đến những cái tiếng xấu đó về mình. Đấy. Nên là anh chị thực sự hãy trở thành những người tốt, rèn luyện về đạo đức, đấy, về nhân cách, về phẩm chất, về tâm thái, về tất cả mọi thứ, để chúng ta trở thành một con người hoàn thiện. Đấy. Và thực sự là nếu như chị chơi với những người xấu, đúng không ạ? Chơi với những người xấu thì nó chẳng khác gì là đi theo ruồi. Anh chị cứ đi theo ruồi cho bạn, ruồi nó sẽ dẫn anh chị đến đâu ạ? Anh chị biết rồi đúng không ạ? Đấy. Thế là đi với những người tốt, đi với những người thành công, họ sẽ dẫn anh chị đến cái đỉnh của sự thành công. Đến họ sẽ chỉ cho anh chị cái cách làm thế nào để họ thành công, và anh chị sẽ thành công. Đó. Thế nên là ngày hôm nay thì cũng rất là chia sẻ với anh chị một chút những cái điều như vậy thôi, mà cũng đã hơn một tiếng rồi đấy anh chị ạ. Em chào anh Thái Vũ nhá. Em chào anh Trần Minh. Vâng, xin chào tất cả anh chị.
Thực sự là rất là biết ơn anh chị vì hàng ngày có những buổi live như thế này để cho Thùy có cái cơ hội thì kết nối với anh chị. Và anh chị nào còn có ra ngoài có gặp Thùy thì hãy cứ kết nối với Thùy nhé. Bởi vì khi mà trong live này thì chỉ nhìn thấy tên của anh chị thôi, chứ thực sự là thì không nhìn thấy mặt của anh chị. Nên là Thùy ngày nào thì cũng gọi là bán thân đấy, bán thân lên trên mạng ấy anh chị ạ. Hay còn gọi là bán cái giá trị của mình lên ấy. Thì bởi vì mình có cái gì thì mình bán anh chị. Anh chị có mua được cái gì thì anh chị mua, đúng không ạ? Đấy, thì mình anh chị có thể nhìn thấy Thủy rất là nhiều nhưng mà Thủy có thể chưa nhìn thấy chị. Vậy thì nên là khi ra ngoài gặp Thủy thì anh chị hãy cứ đến chào bình thường nhé, thì sẽ có cơ hội để tiếp xúc với anh chị để chúng ta có cơ hội chúng ta làm quen với nhau, chúng ta kết nối với nhau. Bởi vì bây giờ anh chị ạ, thế giới hiện tại đó là cái nền kinh tế internet 4.0 rồi. Bây giờ cũng có thể là chúng ta ngồi nhà chúng ta kết nối toàn cầu được. Nên là Thủy rất là mong muốn truyền tải cho anh chị một thông điệp là chúng ta hãy hôm nay thì là thay đổi được cái đám mây mờ trong cái tâm trí của mình để hướng tới một cái tương lai giàu có thịnh vượng và hạnh phúc. Và một cái tâm thái rất là vui vẻ đấy, tâm thái rất là bình an để làm sao chúng ta có thể chạm tay tới cái ngưỡng cửa của sự giàu có đấy, để làm sao mà khi mà chúng ta gặp được đến với cuộc đời này chúng ta cũng để lại được một cái điều gì đó để cho con cho cháu mình về sau. Và rất là mong muốn anh chị chúng ta hãy cùng nhau thay đổi để hướng về một cái tương lai tốt hơn, để giúp cho chính đầu tiên là chính bản thân mình hạnh phúc trước đấy ạ. Chỉ khi mình hạnh phúc trước thì mình mới trao cái hạnh phúc của mình với những cái người thân xung quanh của mình được. Bởi vì ngay trong tâm trí của mình, nếu như mình đau khổ, mình sầu, mình buồn đấy, mình nghèo thì mình không thể làm mình cho người khác những cái thứ mà mình không có được. Mình chỉ cho những người khác thứ mà người khác đang có thôi. Ngày hôm nay nếu như anh chị có sự vui vẻ, anh chị có năng lượng, anh chị có hạnh phúc, anh chị đang có cơ hội làm giàu thì anh chị cho mọi người đi đấy, cho mọi người đi thì anh chị sẽ nhận được. Nên là hãy làm sao để tiến tới một cái sự giàu có. Và đặc biệt ngày hôm nay thì với một cái thông điệp ở Unica thì thấy rằng trong cái khi mà tìm hiểu về chủ tịch ấy thì thấy là những cái đám mây mờ trong chủ tịch Anatoly hầu như là không có luôn ạ. Không có, bởi vì chính vì cái đám mây mờ của ông không có nên ông mới kiên trì được đến giờ phút này đấy. Chị cảm ơn Xuân Huy nhá, mới kiên trì được đến giờ phút này. Vậy thì mình làm cùng với một con người có một cái nguồn trí tuệ vô hạn như vậy, một cái trí tuệ rất là sáng như vậy thì mình rất là yên tâm. Nên là cái con đường sở cổ phần của Unikai đó là cái con đường mà giúp chúng ta giàu có, hạnh phúc, viên mãn. Thế nên là những anh chị nào chúng ta đang tìm hiểu, chúng ta hãy cho phép mình nắm giữ cơ hội ở cái những giai đoạn cuối này. Mặc dù thì nói rất là nhiều đấy, thì nói vẫn có nhiều anh chị nghe hoặc là không nghe, và thì rất là mong muốn anh chị hãy đặt cái tâm thái của mình như một ly nước giống, chúng ta hãy lắng nghe, đúng không ạ? Hãy tìm hiểu thật kỹ để chúng ta nắm được cái cổ phần của doanh nghiệp này, để chúng ta ngồi đây chúng ta có thể trao nhau được cái sự giàu có cho nhau, để sau này chúng ta có thể có một cái cuộc sống mà như mình mong muốn. Nên là đây là cái cơ hội rất là tốt đấy, rất là tốt. Bởi vì khi anh chị không có đám năm đám mây mờ thì anh chị đến với Unica chị hoàn toàn có thể nhìn thấy cơ hội, anh chị nhìn thấy cơ hội rất rõ luôn đấy. Có những người đến với Unica cái họ nhìn thấy cơ hội ngay lập tức đấy. UST là họ nhìn thấy cơ hội ngay lập tức, có những người thì chưa thể nào nhìn thấy được bởi vì cái đám mây mờ họ che rất là nó che rất dày rồi. Đám mây đó tích dần dần nó sẽ dày lên và nó dày rồi thì nó không thể làm nó xuyên cái ánh sáng, nó không thể xuyên thủng được cái đám mây đó đấy. Thế nên là phải thay đổi, cần thời gian rất là lâu. Thế là anh chị hãy làm thế nào để chúng ta sở cổ phần cũng liên cai để chúng ta bước tới giàu có, cái sự giàu có cho đời con đời cháu của mình sau này đấy. Đấy, thế nên là đây là cái giai đoạn cuối cùng rồi. Mình rất là mong muốn hàng ngày để lên truyền đạt cho anh chị hãy cái sức nóng của Unica để chúng ta hãy làm sao chúng ta đón nhận cơ hội này, không phải là chỉ do riêng mình nữa mà ngày hôm nay mình đón nhận cơ hội là cho con cho cháu về sau đấy, cho cả tương lai, cho cả thế hệ về sau, để chúng ta tạo ra một cái dòng tiền thu nhập tự động bền vững và lâu dài. Vâng, xin chào em chị Phương Cao nhá. Vâng, em chào chị ạ. Vâng ạ, thì bây giờ thì cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Đấy, thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong buổi live tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi live ngày mai nhé cả nhà nhé. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi chiều hạnh phúc, bình an. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ạ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.